Vào chiều nay 12 tháng 1 năm 2022, Bưu điện Long An tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Bưu điện tỉnh Long An nói riêng. Tuy nhiên, không những đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, mà đơn vị còn phát huy vai trò mạng bưu chính công cộng, kịp thời hỗ trợ người dân trong việc cung ứng hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, hàng hóa, triển khai các chương trình an sinh xã hội. Qua đó góp phần cùng với chính quyền địa phương đảm bảo ổn định đời sống xã hội. Với những kết quả đạt được trong năm 2021, Bưu điện tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động và Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ thi đua. Nhiều tập thể cá nhân vinh dự được tặng bằng khen, giấy khen các cấp về thành tích năm 2021.